Hi, xin chào các bạn, mình là Thuận Quang đây. Hôm nay đã là những ngày cuối cùng của năm 2018. Và không biết là các bạn còn đang ở nhà hay không, hay là các bạn đang chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến du lịch thư giãn sau những ngày làm việc dài của tháng 12 rồi. Không biết là có bạn nào đang ở nhà giống mình không ạ? Hiện tại mình đang lui lại những chuyến đi cùng với những người bạn của mình sau khoảng 1 đến 2 hôm nữa. Còn hôm nay mình vẫn tiếp tục ở nhà và giúp đỡ các bạn, trả lời những cái thắc mắc, những câu hỏi của bạn liên quan đến AutoCAD. Và cũng không có vòng vo nhiều nữa thì chủ đề hôm nay mình mang đến dành cho các bạn đó là về thiết lập lệnh tắt trong AutoCAD. Thế vì rất là nhiều bạn hỏi rằng là anh ơi, thế cái cách mà thiết lập lệnh tắt là như thế nào? Bởi vì em thấy là khi sử dụng nó thì cái lệnh tắt nhập vào nó không mất quá nhiều thời gian, cũng như là cái tốc độ, từ đó cái tốc độ mà hoàn thiện cái công việc nó cũng được tối ưu hơn. Thế thì anh có thể là hướng dẫn cho bọn em được hay không? Thế thì lệnh tắt thì mình trong khoảng thời gian mình sử dụng AutoCAD khoảng tầm hơn 3 năm rồi, thì cái lệnh tắt mình cũng sử dụng thường xuyên, và cái mình thấy nhận thấy là cái hiệu quả công việc nó mang lại là rất là tuyệt vời, rất là tối ưu thời gian, được chưa? Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một rất là chi tiết về cách thiết lập lệnh tắt này và những cái lưu ý. Ok không ạ? Vậy thì các bạn nào đang quan tâm đến chủ đề này thì hãy cùng quan sát theo dõi lên trên màn hình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây. Ok, các bạn sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta cùng bắt đầu. Vâng, các bạn hãy cùng quan sát lên trên giao diện của màn hình. Và phần mềm mình đang mở đây là AutoCAD 2018. Và có nhiều bạn có thể là đang hơi băn khoăn, lo lắng một chút, đó là cái phần mềm mà chúng ta đang dùng nếu như mà đang là 2007, 2008. Tại vì cái giao diện đó là giao diện CAD thấp thì có thể phần đối khác đi. Thì các bạn cũng đừng quá là lo lắng về vấn đề này, bởi vì mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm được trên cả hai cái giao diện của phần mềm đời cao và đời thấp. Ok không ạ? Thì mình sẽ áp dụng trước vào cái phiên bản AutoCAD đời cao, các cái phiên bản AutoCAD đời cao này trước. Đó. Thế thì cái quy trình để mà thiết lập lệnh tắt nó cũng khá là đơn giản thôi. Quy trình gồm có 4 bước. Nhưng mà 4 bước cực kỳ là hiệu quả. Tất cả những cái kinh nghiệm gì mình biết được và mình đã áp dụng thì mình sẽ chia sẻ thực tế luôn cho các bạn ngay sau đây. Ok. Chúng ta sẽ cùng đến với bước đầu tiên. Bước số 1 thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Đầu tiên các bạn sẽ phải tìm đến cái đường dẫn chứa cái file, được chưa? Chứa cái file lệnh hệ thống nó nằm ở đâu để chúng ta lôi nó ra ngoài, được chưa? Đấy là bước số 1, tìm hiểu vị trí và lôi cái phần lệnh nó ra ngoài, hiển thị ra giao diện màn hình. Cái bước số 2 là chúng ta sẽ tiến hành quá trình thiết lập lệnh tắt. Và khi mà thiết lập lệnh tắt thì chúng ta sẽ có những nguyên tắc, những lưu ý như nào thì mình sẽ chia sẻ tất tần tật cho các bạn ở trong cái phần lưu ý ở trong cái phần bước số 2 này, được chưa? Cái bước số 3 là sau khi hoàn thành cái quá trình thiết lập rồi thì chúng ta sẽ có một cái lưu ý, đó là về cập nhật lại file lệnh tắt. Đấy, và kiểu như chúng ta kích hoạt cái file lệnh tắt này để chúng ta sử dụng được nó bình thường, được chưa? Đấy là bước số 3. Và bước số 4 cực kỳ là quan trọng và nó cực kỳ là tối ưu mà mình đã áp dụng hiện nay, đó là cách để chúng ta sẽ lưu lại cái file này để dùng, gọi là dùng cho mãi mãi. Đấy, các bạn hiểu ý nghĩa là cái bước số 4 này chúng ta thiết lập một lần thôi, lưu lại và chúng ta dùng mãi mãi sau này, không phải thiết lập lại nữa. Đấy, thế đấy, quy trình 4 bước mình sẽ chia sẻ với bạn ngay sau đây, được chưa? Ok, không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt tay vào ngay cái bước số 1, đó là tìm đến cái đường dẫn để lôi cái file lệnh này ra. Ok không ạ? Đây thì các bạn thấy là cái giao diện ở trên đây là nó có thanh giải ribbon này, đúng không ạ? Thẻ home này. Các bạn tìm đến cho mình cái thải manage này. Đây cái tab manage. Thì trong cái tab này các bạn kích vào đây thấy ngay là dòng cái phân vùng customize, đúng không ạ? Tiếp theo đây là các bạn tìm thấy cái phần cái ô là PCP này, edit analyzer này. Thì chờ bạn sổ này xuống và chọn dòng đầu tiên. Và đây chính là cái đường dẫn, được chưa? Đến cái file, lôi được cái file lệnh của hệ thống vào đây. Đấy, thì nó là file Notepad này. Và các bạn lưu ý cho mình đó là cái tên của file lệnh tắt đó là AutoCAD.pct nhé. Đấy, nếu như bạn là sau này mà có thể lấy một cái file tương tự có đuôi như này mà nằm trên cái thư mục nào đó trên máy tính, các bạn hiểu đây là file lệnh tắt của AutoCAD. Rồi, vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bước số 1. Thế sang bước số 2, đúng không ạ? Bước số 2 chúng ta thiết lập thế này, cái bước là thiết lập lệnh tắt. Thế thì các bạn quan sát ở trên này, bạn thấy là chúng ta đang có rất nhiều dòng tiếng Anh ở đây, đúng không ạ? Thì các bạn cũng không cần phải nhất thiết phải dùng Google Translate đâu, Google dịch đâu ạ, mà các bạn kéo cho mình xuống, đó, kéo xuống cho mình đến cái phần các cái câu lệnh ở đây. Mình ở trong những cái lớp học offline
mà mình đã từng dạy trước đây ở trung tâm BCC Edu ấy, thì mình có nói vui với các bạn là những cái dòng này giống như kiểu dòng văn xuôi vậy, được chưa? Các bạn bỏ qua cái vòng xuôi văn xuôi này thì bạn sẽ kéo xuống cho mình đến kiểu dòng thể thơ tự do này, nó rất là ngắn thôi. Thì trong AutoCAD nó có rất là nhiều lệnh, như là lệnh cả về 3D hay là lệnh về 2D. Ví dụ đây ví dụ lệnh 3A này, 3D array này, được chưa? Hay rất nhiều lệnh khác, ALC là lệnh này, lệnh 2D này, lệnh này 3D này. Thế thì có rất nhiều lệnh như vậy, thì để mà thiết lập thì chúng ta chỉ thiết lập một cái số lượng lệnh chúng ta hay dùng thôi, mà nó lại mất nhiều thời gian của chúng ta ấy, chứ không phải là chúng ta thiết lập toàn bộ cái dãy lệnh này nhá. Bạn kéo xuống sẽ rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta sẽ thiết lập của tầm số lượng lệnh mà chúng ta hay sử dụng nhất thôi. Đó. Thì ví dụ bạn thấy là lệnh ALC bạn thấy quen thuộc không ạ? Đấy, lệnh này cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Lệnh vẽ cung. Thế thì các bạn tại đây bạn quan sát cho mình xem là cái cấu thành cái câu lệnh này, mặc định của két thì nó như thế nào, vì sao nó lại có thể thực hiện được, nó có nghĩa ở trong quá trình ta nhập lệnh, thì két nó bố trí như nào. Thứ nhất là lệnh A, chữ A đúng không ạ, dấu phẩy này, một khoảng trống này, dấu sao và lệnh tên lệnh đầy đủ là ALC này, chưa? Vậy là đây là chữ A là gì, là lệnh tắt đấy, một cái ký tự đặc biệt, hai ký tự đặc biệt và một cái tên lệnh đầy đủ, thì đấy là cái mà nó cấu thành lên một lệnh, thì để AutoCAD nó hiểu được ấy. Đấy. Thế tại đây chúng ta sẽ thiết lập là gì ạ? Thiết lập cái lệnh tắt là dành cho cái câu lệnh tắt ở đây, còn cái lệnh tên lệnh đầy đủ chúng ta sẽ giữ nguyên, chúng ta sẽ không thay đổi. Nhạ. Và cái quá trình thiết lập của chúng ta thì mình cũng xin nhắc lại mà bạn đó là không phải là chúng ta sẽ tạo ra lệnh thay thế ở đây, mà chúng ta sẽ tạo ra lệnh bổ sung nhé. Cái là những cái lệnh nguyên bản chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên, còn chúng ta chỉ là bổ sung vào đây thôi. Ok không ạ? Thì tại đây có dòng khoảng trắng này, giữa cái vòng văn xuôi với dòng thể thơ tự do ở đây, thì các bạn sẽ tạo ấn Enter cho mình, kích vào đây dùng Enter để tạo một khoảng trống. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái bộ lệnh bổ sung, như vậy, bộ lệnh tắt bổ sung nằm ở trong khu vực này. Tất cả những lệnh bên dưới này nguyên bản nó chúng ta giữ nguyên, chúng ta sẽ không thay thế trực tiếp vào. Ok các bạn, các bạn cách cho mình. Thì quá trình thiết lập như sau. Các bạn đã biết được cái nguyên tắc của cái lệnh này rồi. Thế thì mình sẽ thiết lập lệnh. Ví dụ cho bạn, đó là lệnh PLine đi, là một lệnh mình đã hay dùng và mình đã thiết lập lệnh tắt cho nó. Thì thông thường các bạn thấy là PLine là như này đúng không ạ? Đấy, PL ở đây, các bạn có thể kéo xuống là thấy lệnh PL. Đây, chữ P rồi. Lệnh PL đúng không ạ? Đây, PL này, tắt là PLine. Các bạn có thể copy mình cái dòng này. Đấy, Ctrl C nhá. Bạn kéo trên này. Các bạn dán nó vào đây. Đấy, PL này, sao PLine. Đấy, mặc định thì trong CAD nó hiểu là lệnh PL này chúng ta nhập vào dòng comment ấy thì nó là PLine đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ đổi cho mình cái này thành lệnh 11. Tùy theo lệnh nào các bạn dùng nghĩa làm sao để cho nó không bị trùng với các cái lệnh có sẵn trong CAD là được nhá. Thì mình kiểm tra lệnh 11 này là lệnh không có sẵn trong CAD. Dạ, chưa được dùng thì mình sẽ gõ vào đây. Và vì sao mình lại gọi là 11? Tại vì là cái lệnh này nó gần cái bàn tay trái của chúng ta. Bàn tay trái là bàn tay mà chúng ta sẽ gõ lệnh mà. Vậy là lệnh 11 này mình thấy là nó khá là gần bàn tay trái và quyết định dùng nó. Và vẫn là dấu phẩy, vẫn là khoảng trắng và dấu sao lệnh PLA. Một số lệnh khác, ví dụ lệnh lấy ISO đúng không ạ? Thì lấy ISO mình hay đặt đó là số 1. Và dấu phẩy mình làm đúng như vậy thôi là chúng ta sẽ thực hiện thành công. Dấu sao đi, thì mình gõ là đúng là tên lệnh đầy đủ là lay cắt lóc lên để cho nó đồng bộ. Các bạn có thể gõ chữ thường bình thường nhá, lay ISO này. Đấy, nó không cần phải in hoa thì nó vẫn hiểu chúng ta, biết làm sao các bạn gõ đủ cái tên của nó nhá, không bị thiếu chữ là được. Còn chữ thường chữ in hoa thì không vấn đề, hay kể cả các bạn viết chữ đầu là in hoa chữ sau chữ thường hoàn toàn là ok, được chưa? Nhưng mà để mang tính đồng bộ với các lệnh ở dưới là in hoa hết thì mình sẽ cũng làm tương tự như vậy. Lay ISO đúng không ạ? Lay ISO này. Đấy, các bạn ấn Enter xuống. Mỗi lệnh thì bạn để cho mình một dòng. Lệnh số 2 là lệnh tắt. Cái lệnh mà nhập vào dòng comment là số 2. Mình hay làm nó là để cho lệnh lay on. Đây. Trời hơi lạnh thì mình gõ nó hơi bị lệch một chút. Được chưa? Lay on. Enter xuống lệnh số 3. Lại tạo ra một khoảng trống. Lay on rồi thì có một lệnh khác quen thuộc, đó là lệnh gì? Lay off đúng không ạ? Hay là một số lệnh khác, ví dụ lệnh rectangle mình đổi đi. Bình thường các bạn sẽ thấy lệnh rectangle là trong CAD đó là REC đúng không ạ? REC là một cái câu lệnh mà nó rất là dài, mình dùng
nhiều nhưng mà lại gõ ba ký tự thì mất rất nhiều thời gian. Thế nên mình hay dùng là R. Đấy, đổi R thành rectangle. Thì các bạn chỉ còn gõ một ký tự thôi. Đấy, mình gõ là rectangle. Nếu như bạn không thuộc cái tên lệnh đầy đủ này thì bạn phải kéo xuống và các bạn copy nhá. Tìm đến đúng lệnh rectangle và các bạn copy. Nhưng tại vì là mình thiết lập nó rất nhiều lần rồi nên mình nhớ được cái tên đằng sau này. Và các bạn hay dùng đến lệnh nào mà nó mất nhiều thời gian ấy thì bạn tiến hành thiết lập vào đây. Ở đây là chỉ là một số những lệnh mình gợi ý cho bạn thôi. Nhờ điển hình thôi. Hướng dẫn các bạn quy trình và cách thiết lập làm sao để cho AutoCAD nó hiểu. Số lệnh khác ví dụ là DIM, DLI đúng không ạ? DLI là một lệnh tạo ra DIM ấy. DIM nằm ngang đứng, nhưng mà nếu mà ta dùng nhiều lần thì DLI nó mất thời gian thì chỉ gọi là D1 thôi. Đấy, ví dụ các bạn gõ D1 là có thể ra được lệnh DLI rồi. Hay tên đầy đủ nó chính là DIM linear này, được chưa? D2 là mình hay đặt là DIM continue. Đây mình gợi ý nhá. DIM continue. Đấy, một số những lệnh khác nữa, ví dụ như là lệnh copy được chưa? Thì bay bình thường thì các bạn hay đặt đó là gì? CO và copy đúng không? Thì bây giờ mình đặt là CC đi, gõ một phát đỡ phải mất công phải di chuyển bàn tay. CC thì chúng ta chỉ cần gõ hai lần phím C là được rồi, là copy. Đó, các bạn có thể thiết lập thêm những lệnh tác khác nữa để cho bà cho mình ở bên dưới này. Nhưng mình khuyên là các bạn nên thiết lập khoảng tầm từ 10 đến 15 lệnh tác thôi, chứ không nên thiết lập nhiều hơn, tại vì nó sẽ gây chúng ta khó nhớ đấy. 10 đến 15 lệnh tác thôi là đủ. Thế tại đây rồi, ví dụ các bạn đã thiết lập xong cái bộ lệnh tác của chúng ta rồi thì bạn sẽ chỉ vào file bấm save cho mình hoặc là bấm Ctrl S để nó lưu lại cái file này. Được chưa? Lưu lại cái file này. Có bạn nào mà đã thực hiện đến bước này chưa? Nha, làm đúng cho mình như thế này. Thì AutoCAD khi mà nhập lệnh thay thế này vào thì nó mới hiểu cho chúng ta nhé. Đó là 11 này, phẩy này, sao, apply này và các lệnh dưới cũng tương tự như vậy. Đấy. Nếu như là thiếu dấu thì có thể là CAD nó không hiểu đâu. Đấy, sau khi bạn làm xong rồi thì bạn Ctrl S lại. Có thể là xóa bớt cái đoạn trên này đi để nó gần lại. Ctrl S. Rồi bây giờ các bạn tắt đi. Và bây giờ các bạn mở lên, mở CAD lên. Thì bây giờ các bạn thử gõ lệnh xem là lệnh 11 nó có phải là ra lệnh PLY không ạ? Ai đang bảo hỏi này. Giờ gõ lệnh 11 hỏi tức là nó đã chưa hiểu. Vậy thì sau khi kết thúc cái bước số 2 là thiết lập này rồi. Đấy, theo những đúng cái nguyên tắc của mình hướng dẫn vừa rồi thì CAD nó vẫn chưa hiểu đâu, bởi vì là nó chưa được update cập nhật. Đấy. Thế thì bây giờ để mà tiến hành cập nhật, tức là làm mới lại cái file vừa rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đến bước số 3, đó là update kích hoạt cái file AutoCAD.pgp vừa rồi, được nhỉ? Thì kích hoạt bằng cách nào ạ? Cách số 1 thì các bạn phải tắt cái file CAD đi, tắt cả phần mềm CAD đi xong mở lại thì nó cũng kích hoạt, mở lên thì bạn sẽ dùng được lệnh tắt bình thường. Nhưng cách này thì có thể là hơi mất thời gian, thì mình sẽ chỉ cho bạn cách số 2 là dùng lệnh. Thì lệnh để cập nhật đó là lệnh reinit. Đây. Lệnh reinit. Các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, reinit này, reinit. Lệnh này các bạn có thể ghi lại trong một cái cuốn sổ nào đó. Reinit là cập nhật sự thay đổi lệnh tắt. Cứ mỗi lần mà các bạn cập nhật thì bạn gõ lệnh này ra cho mình thì nó sẽ giúp bạn update được. Đấy, bạn ấn cách thì để thì nó sẽ ra một cái hộp thoại như này. Thì bạn chỉ việc kích vào đây, tích kiểm vào đây và nhấp OK là xong rồi. Đây, tích kiểm vào đây, nhấp OK. Đó. Các bạn có thể làm mới bản vẽ bằng RE phát nữa. Rồi tại đây các bạn có thể có lệnh 11 này. Nó sẽ ra lệnh gì đấy ạ? À, lệnh PLY đúng không ạ? Và các bạn có thể vẽ như bình thường. Đó, và đây chính là đối tượng là lệnh PLY, PLY này. Đấy, hay là lệnh gì ạ? Lệnh CC đúng không ạ? Lệnh copy đúng không? Mình vừa mới đổi vừa rồi. CC này. Đấy, chọn đối tượng này. Mình copy ra. Bạn thấy không ạ? Đó, thì nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian sau việc chúng ta có lệnh CO, chúng ta phải di chuyển bàn tay trái đi. Hay là lệnh lay ISO layout này off đúng không? Bình thường các bạn phải gõ lay ISO này. Đấy, mất rất nhiều thời gian. Đấy, sao bây giờ lại lay gì? Lay on đúng không? Là mất quá nhiều ký tự thì bây giờ các bạn chỉ việc là gõ 1 thôi. Cách này, 2 này, on này. Đấy, 3 là gì? Off này. Đó, không thấy không ạ? Rất tuyệt vời, on lại là số 2 này. 1 là lay ISO này. Mình lấy ISO cái phần nét hack này lên. Được chưa? Thì tất cả hack nó đã hiện lên. 2 này on này. Đấy thì cái tốc độ làm việc nó rất là nhanh. Hay là lệnh rectangle đúng không ạ? Là R này. R này đây là lệnh redraw đúng không? Là mặc định rồi. Thì khi nãy mình quên chưa chuyển cái lệnh redraw này một lệnh khác. Thì bạn có thể vào đây chỉ lại này.
ở đây là rectangle rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái lệnh ở trong CAD thì mình phát hiện ra là cái lệnh redraw là cũng là mang lệnh R. Thế thì tại đây nếu như bạn không dùng lệnh redraw, bạn phải chuyển thành R1 đi. Được chưa? Để nó khác với lệnh R kia. Rồi, bạn lưu cái file lại lần nữa và tiếp tục là cập nhật lại hai lệnh reinit. Rồi bây giờ bạn gõ lệnh rectangle chỉ bằng chữ R thôi. Và cái sự tiện dụng của nó ạ. Vậy là cái quy trình làm việc của là 3 bước thiết lập AutoCAD đã hoàn thành. Và bây giờ mình sẽ muốn chỉ cho bạn sang nó là cái bước số 4, được chưa? Bước số 4 đó là làm sao chúng ta có thể lưu lại cái file này mà dùng được nhiều lần. Ví dụ như các bạn đang thiết lập máy tính ở nhà đúng không ạ? Các bạn muốn sang nhà bạn bè bạn làm việc, làm đồ án hoặc là lên đến công ty vẫn muốn sử dụng cái file này mà bạn không phải làm lại thì bạn sẽ dùng cách nào, đúng không ạ? Đây bạn bước đầu tiên các bạn vẫn đến cái phần menu này nhá. Các bạn mở file lên và bạn chọn mình cái mục file này. Bạn chọn đến phần save as. Save as thì bạn lưu cái file này ra desktop chẳng hạn, được chưa? Đấy, file lưu ra desktop để bạn thấy được cái file này. Save as là lưu tạo ra một cái file mới nhá. Và cái phần file name này thì các bạn vẫn giữ nguyên tên cho mình, không thay đổi tên của nó, được chưa? Không thay đổi tên nó, giữ nguyên tên của nó là ucat.pgp. Bởi vì sau này mình dán vào trong thư mục gốc của nó thì nó vẫn hiểu là chính là nó, được chưa? Còn nếu bạn mà thay đổi tên thì nó sẽ không có nhận ra, nó sẽ không có thay thế cái tệp cũ. Đấy, tại đây bạn save cho mình. Save vào desktop rồi, thì bây giờ các bạn ra ngoài desktop là sẽ có cái file này. Đây mình chỉ mục desktop này. Thì đây chính là cái file ucat.pgp của mình này. Đấy, mình mở cái file lên. Mở bằng notepad này. Mình kích vào đây. Thì đây chính là cái file mà chúng ta vừa thiết lập khi nãy. Các bạn thấy đúng không ạ? Đó. Thế tại đây sau khi có file này rồi thì bạn biết phải làm gì đúng không ạ? Các bạn lưu lên trên Excel hoặc là Driver một cái ổ online nào đó thì bạn kéo lên. Ví dụ như mình ở đây mình hay là để ở trong Driver mình là một cái thư mục chuyên về AutoCAD. Đây. Một cái thư mục chuyên về AutoCAD của mình trên Driver. Thì mình kích vào đây. Và mình sang cái phần đó là những cái file mẫu. Thì đây là cái file ucat.pgp của mình. Mình hay thường là tải nó xuống và làm việc ở trên những cái nơi làm việc mới. Đây, và mình đã làm được rồi, mình làm thường xuyên thì mình chia sẻ lại cho các bạn. Thế sau khi bạn làm được rồi thì nếu như bạn đến nơi làm việc khác thì bạn chỉ việc tải cái file này về máy tính nhé. Được chưa? Thế tải về rồi, giả sử đây trên cái file bạn tải về làm trên desktop. Thì bước tiếp theo bạn cần phải làm là gì ạ? À, trong cái bước số 4 này sau khi tải về bạn làm gì để có thể đưa được vào trong CAD để nó hiểu được đúng không ạ? Thì các bạn sẽ làm cho mình như sau. Khi mình các bạn có cái file này rồi, các bạn ấn copy cho mình nhá. Copy cái file này để mình dán vào cái thư mục này. Copy dán vào cái thư mục sau đây. Rồi, các bạn mở lên AutoCAD lên, các bạn gõ cho mình một lệnh là menu. Đấy, hay lệnh menu ấy, thực đơn đấy. Bạn gõ cho mình lệnh này lên, được chưa? Đấy. Bạn gõ lệnh này lên thì các bạn sẽ nó hiển thị ra một thư mục là thư mục support ở đây. Tức là để nó đi đến thư mục support này rất là dài thì đây là một cái lệnh giúp chúng ta đến ngay thư mục support này. Được chưa? Sau khi đến cái thư mục support này thì bạn giữ nguyên nhé. Thì bạn kích vào trong cái thư mục này, bạn kích vào trong này. Kích vào đây bạn chuột phải chọn paste. Thì nó báo ra gì? Có muốn thay thế cái file có sẵn hay không? Đây. Delete này. Replace này là các bạn gọi là thay thế, bạn chọn cho mình tích V này. Đấy. Thì nó đã dán đè lên cái file gốc của máy tính rồi. Và bây giờ bạn tắt cái file này đi, tắt điện thoại đi. Đấy, tuy nhiên thì nó vẫn chưa dùng được, bạn vẫn nhớ quay lại cái bước 3 là gì? Cập nhật đúng không ạ? Đấy thì bạn gõ lại cho mình cái bước số 3 là cập nhật này. Tích V vào đây. Và sau khi bạn hoàn thiện xong cái bước này thì coi như là các bạn đã có thể là dùng những cái thao tác lệnh như bình thường rồi. Đó. Thì đối với trên đây là quy trình 4 bước thiết lập lệnh tắt trong AutoCAD. Thì hy vọng các bạn có thể là hiểu cái quy trình này và có thể là áp dụng nó thành công vào trong cái máy tính của mình cũng như là áp dụng vào công việc của mình, được chưa? Còn đối với những bộ lệnh tắt này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ gặp khó khăn trong khoảng 1-2 lần làm việc đầu tiên để các bạn có thể nhớ được cái lệnh này, sử dụng quen rồi. Nhưng nếu theo mình thì khi bạn đã quen được bộ lệnh tắt rồi thì chắc là các bạn sẽ rất là ngán ngẩm khi phải dùng lại cái bộ lệnh truyền thống của CAD bởi vì nó mất quá nhiều thời gian. Đó là cái trải nghiệm của mình. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng thực hiện theo và đưa ra cái trải nghiệm của bạn sau khi sử dụng cái thao tác này. Và không quên là hãy để lại những cái ý kiến ở dưới mô tả của video của mình nếu như bạn thực hiện thành công. Ok các bạn. Và nếu như gặp bất kỳ lỗi nào thì bạn hãy cũng comment xuống thì mình sẽ giải quyết cho tất cả bạn. Đến khi mà bạn làm được thì thôi. Ok không ạ? Đấy.
Thế thì vậy là mình đã vừa dẫn xong các bạn cái quy trình thiết lập lại tab trong AutoCAD và phiên bản là AutoCAD 2018 này. Thế còn CAD thấp thì mình sẽ chỉ thêm các bạn là cũng làm tương tự, tuy nhiên thì cái đường dẫn thì hơi khác hơn. Cái đường dẫn nó khác thì bạn có thể là trên AutoCAD đời thấp thì nó có thanh công cụ là như thế này, được chưa? Chứ nó không phải là như cái thanh ở dưới đây. Thế thì để mà lôi được cái file lệnh tắt đấy ra thì các bạn làm như nào ạ? Các bạn chỉ cho mình đến mục, đó là mục Tool. Đây, đối với CAD 2007-2008 nhé, các bạn vào mục Tool trên cái thanh công cụ ấy. Bạn sổ xuống và thấy cái phần Customize đây các bạn. Đó, và bạn kéo xuống cái dòng cuối cùng ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy những thao tác của mình như trên màn hình. Thì bạn kích vào đây nó cũng ra file AutoCAD.pgp, được chưa? Thì đấy là bước số 1 là tìm đường dẫn. Còn lại bước số 2, 3, 4 thì các bạn vẫn làm tương tự như AutoCAD đời cao mình hướng dẫn các bạn. Ok, vậy là mình đã vừa dẫn xong tất cả nội dung trong video rồi. Và chúc các bạn thành công. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video khác. Bye bye.